Hello, xin chào các bạn nha. Rất vui khi các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của mình. Tiếp tục với tựa game Big Boss nha. Nay ta đi ăn no tiếp các bạn ơi. Thì giao diện của tựa game này đã giống đến 89% tựa game iWin, Kufun này, Awin hay là Twin với Dwin gì đấy. Nói chung là nó rất giống những tựa game mình vừa liệt kê đó. Nên bởi vậy ấy, những thuật toán mình nghĩ là nó cũng có thể áp dụng từ cái tựa game này sang tựa game kia. Đó. Giao diện có thấy giống không? Quá là giống luôn ý, chả khác cái gì, cái khoảng nó khác cái màu hoặc cả mấy cái logo thôi đấy. Bởi vậy thì mình hay đặt cái tiêu đề là nó sẽ kèm theo là I win, T win, là A win, Q full đấy, bởi vậy luôn nhá. Thì mình thấy giống nhất là bên I win các bạn ạ. À, I win thì màu nó hơi đậm đậm một chút hơn hoặc là dạng cổ điển hơn đấy. Thì bây giờ ta sẽ đi ăn no đúng không, và ăn no thì mình sẽ lựa chọn những cái trò gì. Mình ăn no thì mình sẽ chơi siêu xe và quái thú nhá. Đấy, hai trò này mình ăn no nó hiệu quả cho các bạn ạ. À, thực sự và vốn tầm trung là chơi rất tuyệt vời luôn nhá. Đấy, bởi vậy nếu bạn nào mà đang tham gia cái tựa game mình vừa liệt kê bảo thì là áp dụng cho mình là siêu xe và quái thú. Thì ở siêu xe thì vô cùng đơn giản thôi đấy, thì bạn sẽ theo cho mình là 3 trên 4 cái logo ở hàng dưới nhá. Đó, hoặc các bạn đeo 4 logo cũng được, thì tiền nó ít hơn thôi, là nhớ logo x5. Và các bạn có thể lấy cho mình cái tay này che mình những cái logo hàng trên, là các bạn không bao giờ theo những logo hàng trên cho mình về tỷ lệ nó vô rất là thấp. Và trên cái tựa game Big Boss này mình thấy hiếm khi nó vô lắm các bạn ạ. Hiếm khi nhá, cho bạn xem cái tỷ lệ vô này. Đây này, 2%, 2% và là bán gần nhất, nó có về cái logo Ferrari đâu. Là bán gần nhất nó không vô. Bởi vậy các bạn đừng theo cho mình nhá, đừng theo. Đấy, đừng theo nhá. Vì theo thì có khả năng mất tiền thôi. Đấy, nếu mà nó vô thì các bạn nghĩ là mình đen đi. Đây, ở đây không hiểu sao nó về cái logo mẹt nhiều ta. Mercedes các bạn này, 18%, cao hơn cả những cái logo X5 cơ. Và cái đồ Mazda nó bể nhiều. Bởi vậy các bạn giờ các bạn hạn chế vô Mazda và hạn chế vô mẹ cho mình nha. Vì bây giờ mình nghĩ nó khả năng nó sẽ vô ít lắm, không vô nhiều đâu. Nói về BMW này, bây giờ mình sẽ không vô mẹ, và mẹ cái chắn mình không vô rồi vì logo nó hàng chin mà. À, hạn chế vô Mazda nha. Mazda tỷ lệ nó đang giờ là 32%, 30 này, tỷ lệ vô Mazda rất là nhiều. Đây mình vô đi mỗi hôm 100k này. Và video này có tiêu đề là ăn no đúng không? Bởi vậy mình sẽ đánh nhanh rút gọn nha. Đấy, bạn nào muốn chắc 100% hơn đấy thì các bạn ăn đúng một ván, các bạn chạy đừng chơi ván thứ hai. Nói chung là ván thứ hai và thứ ba thì nó cũng không là quá là soi gì đấy đâu. Ui phải đấy, thua các bạn này. Vô ngay cái logo Porsche các bạn. Nói chung là vô thì cũng không sao, với tỷ lệ Porsche nó cũng chỉ là 2%, bây giờ lên 4% thôi. Ok không sao cả nhé, thua thì mình có thể gỡ lại được. Và đối với các bạn như nào có dám khá là gửi hay không thì bạn cũng nên cân nhắc đấy. Mình thì mình nghĩ là chắc là do đen thôi chứ không thể nào mà bịp được, đen thì vẫn có thể chơi tiếp được nhá. Nếu mà có dấu hiệu soi thì toang rồi. Ui phải đấy, ui bắt ta kìa, ui 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 kiểu nó soi mình à, mình khá là hoang mang rồi các bạn ạ. À, đùa nhau tiếp này, hay làm quả thất tay ta, chứ bây giờ là không hiểu sao đâu, sao mà có thể như vậy ta. Ui bây giờ nó về phát Mazda là chắc mình ngất luôn các bạn. Rồi qua Mazda rồi, ăn được các bạn nha. Ui sợ kinh khủng các bạn. Đấy. Đấy, mình biết mình chơi cái tựa game này khá là nhiều rồi, mình biết khi nào nó soi, khi nào nó đen. Đen là cho mình đen chứ không thể nào mà có chuyện được vậy được. Thực sự luôn vãi đạn nhà, nó về ngay cái Mazda. Mazda bây giờ thì nó đã rơi vào 10 26% rồi đấy, 26% rồi các bạn nhá. Vì đây này nó về một cái giải Mazda này, bởi vậy thì nó sẽ cao này. Mazda 30 mấy phần trăm, đây năm hết thống kê là 50 bán gần nhất thôi các bạn nhá, 26%. Nói chung nó giảm đi rồi, bây giờ vẫn có khả năng nó về Mazda tiếp, nhưng mà theo mình thì bây giờ mình sẽ cũng vẫn không vô Mazda ở đâu. Đây mình đánh cái mắt nữa nhá, cho vì làm mình cứ thua hai ván liên tục ấy nên nó sa sút khá là nhiều. Bây giờ mình ăn được ván nữa đấy. Thực sự là nếu mà các bạn ăn được một ván rồi, hai ván rồi, bạn dừng luôn đi nhé, đừng có ham. Mình ra thì mình vẫn nghĩ là mình có thể ăn được tiếp thì mình chơi tiếp thôi. Ok ăn này, về ngay logo Cadillac nha. Ok thôi nghỉ nhé, nghỉ ngay đi, vãi nạn nhỉ, vừa vào nó cho mình hai phát thua choáng đời đúng không ạ. Cuối cùng thì mình vẫn lãi được 300k ở xe. Ta sang quay thú nhá, quái thú bây giờ mình không dám chơi nhiều đâu, ăn phát mình dừng luôn các bạn nhé, một bán mình dừng luôn, hy vọng nó không đen như bên kia.
Mình bên ngoài thú mà thua là gỡ nó hơi khó đấy, vì số tiền mình chơi bên ngoài thú nó bỏ ra nhiều hơn là mình siêu xe, mà số tiền ăn nó lại ít đấy. Thì ví dụ nhé, các bạn chơi bình siêu xe các bạn bỏ ra 300k thì các bạn ăn được là 200k, có nghĩa là 2 phần 3 số tiền các bạn vô. Nhưng mà ở quái thú các bạn sẽ ăn được là 1 phần 5 số tiền các bạn vô thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra 500k mình chơi này, nhưng mình ăn được có 100k thôi. Đấy, mà tỷ lệ thắng bên quái thú nó cao hơn bên siêu xe đấy. Thực sự luôn. Đôi khi các bạn chơi phải 5 đến 10 ván thì nó mới thua được một lần thôi. Đấy, đó là những bạn mà cũng dạng là may mắn tầm trung. Những bạn mà đen đấy thì cũng thua luôn đấy. Thế thì chắc là chuyện không để nó nói trước được các bạn. Đây mình vô cho bạn xem này, bỏ ra 500k mình vô tiền nhé. Vẫn là cái thủ thuật cổ thôi. Bạn nào mà quan tâm đến cái thủ thuật này, cách vô tiền từ A đến Z thì mình có đặt từng link video cho phần mô tả video hoặc ghi mà đầu phần bình luận đấy. Bạn kéo xuống mình có ghi là cách chơi quái thú từ A đến Z nhé. Bạn xuống đó bạn xem. Đó, bạn đã đam mê với cái bộ môn quái thú. Rồi ok ăn luôn này. Rất là dễ luôn các bạn nha. Đó, lên tiền. Ăn được 100k được các bạn. Đó, tuyệt vời đúng không? Rồi lên 1,1 mê rồi. Tính ra là trong cái video này mình cũng đã hút được đâu đó là tầm 500k. Tuyệt vời đúng không? Công nhận là hôm nay ăn no nó hơi bị hoang mang một chút, mà thua 2 ván đầu. Nhưng mà mình nghĩ mình chơi nhiều rồi, mình biết đâu là nó soi mình mà đâu là nó đang đen. Mình đen mình chết. Đấy. Chứ mà nếu mà nó soi mình luôn thì chắc mình khóc két mất. Cái pha mình đánh gần như tắt tay ấy, nó cho mình thua ván đó là coi như mình nghỉ luôn rồi. Nhưng không phải, đây do đen thôi, vừa vào mà choáng ngợp rồi các bạn. Ok, thì nếu bạn nào mà quan tâm đến cái tựa game Big Boss này, bảo nó kiếm tiền với nó và thì các bạn có thể truy cập vào đường link game mình có để phía dưới để các bạn tải về chiến nhé. Và bạn nào mà nhận code nó code nhá thì các bạn tham gia vào cái nhóm Telegram phía dưới luôn để tham gia nhận code. Code cho cái tựa game này nó dao động từ 28k đến 888k nhá. Bản thân mình thì đã nhập rồi. Mình có nhận được cái code là 61k. Đấy, chắc có lẽ là mình cũng đã làm một video rồi sao ấy, các bạn thì lên kênh mình các bạn xem, hoặc các bạn có thể lên YouTube các bạn gõ là cách nhận code Big Boss thì sẽ có hàng tá những video đấy người ta show cho bạn xem. Và code cho cái game là code ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên nhìn nhé bạn, ngẫu nhiên nhá. Ít nhất của nó là 28k rồi. Và những cái tựa game khác nó chỉ tặng 10k đến 20k, nên bởi vậy là 28k là số tiền gọi là vẫn đã cao hơn những cái tựa game khác rồi. Đúng không? Ok.